Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với lại kênh YouTube Minh Biker. Thì hôm nay điều đặc biệt, đây là shop Honda. Nhìn vô tưởng shop Honda, em li qua một vòng cho anh em coi, tưởng cái shop xe Honda không. Thì tình cờ có được bốn em, đó là CBR150, CBR250, CBR500, CBR250. Thì quay cho anh em xem so sánh giữa bốn chiếc này, anh em thích chiếc nào. Thì nói chung là xe phân khối cao thì giá nó cao thôi anh em, xe phân khối thấp thì giá nó thấp. Thì đối với mình tư vấn luôn cho anh em ha. Đối với những anh em mà mới tập chơi thì mình chọn CBR150 là hợp lý nhất. Thứ nhất là cái ABS trước sau, thứ hai là có phuộc upside down đồ này nọ, bảo trì bảo dưỡng rất là nhẹ. Thì quan trọng nó là bảo dưỡng nhẹ thôi nè, không có gì hết. Thì cái con xe ở đây là mình chủ mua chỉ 600 cây thôi, mua về rồi vợ người yêu không chịu nên mà bán luôn anh em. Mới chạy 600 cây thôi, xe Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Em quay vào lòng chiếc xe cho anh em thôi. Xe hầu như là như xe mới nha anh em. 50 mấy triệu là anh em đã sở hữu một cái con xe lướt rồi. Xe mới luôn nha anh em. Anh em mua xe mới thì qua coi con này nha. Xe Sài Gòn, sang tên đổi biển, ủy quyền đều được. Rồi tiếp theo là 250. 250 thì mình có clip riêng em nói rồi, anh em có thể coi ha. Thì nếu như anh em thích ga điện tử nè, ga điện tử, ba chế độ lái, phuộc upside down, kiểu dáng ngầu hơn 150 chút xíu, thì anh em có thể chọn qua 250. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của hai em này á, thì em này giao ra khoảng 48 cây lít, còn em này khoảng 27-28 cây lít. Nếu như biết chạy có thể 30 cây lít, nó thì hai máy sẽ hao hơn. Rồi anh em nào muốn mạnh nữa, hai đĩa đời mới thì có thể chọn CBR500R. Thì em này bên mình là đã có khách mới cọc cho mình rồi ha anh em ha. Đó, mình có thời gian mình quay cho anh em thôi. Rồi, thì anh em nào thích hơn nữa thì chơi bốn máy thì vẫn có CBR650R. Bốn máy hầm hố, tiếng hú ununununun. Tiếng hú ununununun. Đó, tiếng hú bốn máy rồi. Thì để mình nói tiếp cho anh em. Bây giờ về một cái anh em quan tâm nhất ha. Đó là tiêu hao nhiên liệu. Thì con này khoảng 19-20 cây lít. Con này là khoảng hai mấy cây. Con này cũng hai mấy cây. Con này nó hao hơn chút xíu. Con này hai mấy 500 nó hao xíu. Đó thì anh em dễ biết. Thì nếu mà anh em dễ chơi, dễ nuôi, mà anh em mà không có cần nhiều, anh em chỉ cần dán mô tô thì anh chọn 150. Con này nuôi như ẹt, nuôi như một chiếc ẹt sai thôi, không có gì mà đáng lo ngại hết. Đó, em quay góc này qua bốn con anh em coi nè. 250 là nhiều công nghệ nhất nha. 250R nhiều công nghệ nhất. Ở bốn cái đuôi xe này anh em có thấy không? Thì theo mình đánh giá là con đuôi này đẹp nhất. Nhiều anh em nói đuôi của 650 là xấu nhất, nhưng mà thực chất là không phải nha anh em. Em thấy cái đuôi 650 không? Thì cái đuôi 650 người ta thiết kế là để dành cho người ngồi sau. Người ngồi sau để người ta thoải mái đi phượt, đi chơi đồ nó thoải mái. Vợ chồng gần nhau. Đó, còn anh em mà thích mà vợ chồng xa nhau thì ngồi yên này. Đó, yên kiểu cách rời. Đó thì nó thiết kế không phải xấu mà là nó tiện lợi nè. Ai thích thì thích, còn mỗi người mỗi số thích. Còn đã không thích thì cái đuôi này đẹp nhất. Rồi tới cái đuôi 500 mà tới đuôi 150. 150 nó cũng đẹp nhau nè, nó vẫn nhọn, vẫn đẹp. Và chiều cao vũ những con này thì nó na nhá như nhau thôi anh em. Anh em cỡ 1m6 là có thể điều khiển được cho những em xe này ha anh em ha. Đó, mình quay để anh em mua hai con, đó là con 150 là con CBR250. 150 rất là đẹp. Đó, rồi em quay hết toàn cảnh shop cho mình coi. Quay ra trước nè. Đó thì đến với shop mình á, tại vì sao mình có 150, có 250, có 500, có 650, bởi vì sao mình có mấy xe này? Tại bởi vì shop mình thích bán như vậy đó.
để cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ hôm nay anh em đi 150, anh em chán, anh em muốn qua Minh là có luôn 250. Anh em chán muốn cao hơn là có, muốn cao nữa bốn mấy là có hết cho anh em. Đó, nhận giao lưu trao đổi là phải vậy. Rồi anh em mà thích xe cổ điển là có luôn, có cổ điển luôn. Bên mình là anh em thấy là lúc nào cũng về xe nhiều dòng xe khác nhau lắm. Cổ điển luôn. Đó, Z300, Z800. Lâu rồi chưa đề mấy em canh đì này. Còn xăng không biết còn xăng không nữa hả? Hết xăng luôn. Đề máy lâu quá chưa đề. Đây là Z800 canh đì nha anh em. Xe này là một trong những con xe mới còn sót lại luôn. Còn keng sót lại mà sơn zin đồ bóng đồ tem zin canh đì đồ còn hết. Mà đi 11.000 cây thôi nha anh em. Còn mình còn số điện thoại chủ cũ luôn, anh em có thể liên hệ với chủ cũ đối chứng luôn anh em. Giá cũng tốt đó anh em, 140 mấy triệu là anh em sở hữu được rồi. Lâu quá à, giờ đề lên cho nó. Sao con xe này nằm lâu anh em? Tại lúc trước có nhiều anh em hỏi, nhưng mà tại vì chủ người ta ở nước ngoài, người ta mới về, người ta ký giấy cho mình được. Thì ký cũng được 20 ngày rồi anh em. Ký từ bữa ký tới giờ cũng được 20 ngày rồi, giờ mới quay lại cho anh em xem. Đó, thì anh em thích dòng nào có dòng đó, anh em thích chậm chó là có luôn. Đó, anh em thích chậm chó là có chậm chó. Nói chung bên mình là thu nhiều dòng xe. Nói chung xe đẹp thì bên mình sẽ thu cho anh em hết. Còn anh em mà xe xấu một xíu thì anh em bán rẻ thì bên mình mua lại, bên mình sẽ đăng cho mấy anh em trải nghiệm thực tế. Còn xe đẹp thì đương nhiên là giá nó phải đẹp thôi anh em. Đó, tiền nào của đó nha anh em. Nó giống như con này anh em, chỉ có 600 km thì xe như mới, không một vết chày xước luôn. Còn em này cực lướt, em này clip mình có lên clip là cực lướt. Rồi, hai em này thì khách cọc rồi, mới về khách cọc luôn. MT cũng cọc luôn, MT 15 khách cọc luôn. Còn với 800, 12, 16 nữa nè anh em. 126 Z300 nè, 70 triệu nè. Z300 218 luôn nha anh em, đời cao luôn nha, xe đẹp luôn nha anh em. CBR nè, 222 nè. Con này rẻ hơn con 600 cây nha. R15 38 triệu thôi nha anh em. Đó. Xe này là khách qua bên mình đổi xe mình bán giùm khách luôn nha anh em. Không tin á, anh khách có coi xe này là giá công khai luôn nha. Mua 30 mấy triệu bán 30 mấy triệu luôn cho anh em thôi, tại vì khách đổi xe á nhiều khi mình bán không cần lời con đó anh em. Giống như con này bán là không có cần lời. Nhiều anh em inbox mình hỏi xe này mới có 12.000 cây thôi nha anh em. Nhiều anh em inbox hỏi tại sao xe rẻ thì khách qua đổi xe thì mình lợi con kia rồi. Ví dụ khách đổi con này mà khách mua con 250 thì mình đã lời con 250 rồi. Thì con này mình bán cho anh em, mấy anh em mới tập chơi á, cho người ta giá tốt. Con này đẹp lắm, con này quay gần cho anh em coi là nhức nách liền. Rất là đẹp, không có chày xước gì luôn anh em. Nói chung là xe còn cứng cáp lắm. Đối với xe mô tô á, tới 10.000 cây là mới rô đai máy móc chân chu cho anh em. Chạy cái khúc 10.000 cây tới 20.000 cây nó mới ngon. Còn cái khúc mà xe lướt á, máy nó còn chưa khít đâu, nó chưa ôm sát rồi đâu. Cho nên chạy nó chưa phê đâu, lên 10.000 cây chạy nó mới phê. Đó, XSR xe cổ điển. Con này cũng rất là hot. Đa số á, mình khó tính nha. Mình có khẳng định em mình rất là khó tính với xe. Anh em biết là mấy đứa em mình rửa xe mà rửa dơ là mình bắt rửa lại là anh em hiểu rồi. Thì mình gặp toàn là anh em khó tính không mà. Nói chung khó mà để chiếc xe mình nó đẹp thôi. Mấy anh em chủ toàn là giữ kỹ không à. Mình phải khâm phục là những người chủ qua bên mình đó, đều có những câu chuyện, đều có những cách giữ xe rất là kỹ. Rất là kỹ. Và hầu như những cái dòng mô tô này nè anh em, anh em mua về ít ai đi lại hàng ngày lắm. Cho nên xe nó lướt nó còn đẹp lắm. Còn xe mà xe tay ga đồ á anh em, người ta đi lại nhiều thì nó va chạm nhiều, cho nên nó không có còn đẹp nhiều. Còn đối với dòng mô tô này thì người ta ít sử dụng, cho nên nó đẹp lắm, nó đẹp tuyệt vời, nó cũng ngon nữa. Và mô tô anh em đừng có hiểu nha, mô tô bảo trì bảo dưỡng tốt thì nó bền hơn cái xe phổ thông rất là nhiều, bền rất là nhiều. Mình có những người bạn chơi đó, những chiếc xe mười mấy năm luôn mà bây giờ vẫn bốc, vẫn đã, vẫn phê luôn anh em. Lên nó cảm giác phê lắm. Rồi anh em nào thích xe nào thì cứ liên hệ cho bên mình đó. Thì tại có bốn chiếc này thì quay cho anh em coi thực tế luôn. Tại biết bao giờ mà bốn con này mới quy tụ lại một lần vậy cho anh em ngắm được đó.
quay cho anh em xem. Rồi em ly từng chiếc luôn. Từng chiếc này, từng chiếc này, từng chiếc này cho anh em coi, người ta coi cho kỹ đó. Cả bốn con đều có phục upside down luôn. Đó, cameraman cho quay cho anh em coi giống như là góc nhìn thứ nhất của anh em rồi đó. Anh em coi. Đó, đó nhà Honda. Thì đối với Honda thì nó máy nó êm nhẹ nhẹ thôi. Nó không có bốc bằng Yamaha nhưng mà nó bền, được cái nó bền lắm anh em. Con này thay nhớt một lần là lít 1 nè ha. Con này thay một lần lít 8. Con này thay 2 lít mấy á. Con này cũng 2 lít mấy luôn. Con này trên xíu. Đó, nó cũng tiết kiệm lắm, nó không có hao gì lâu anh em. Mấy con Honda này chơi nhàn lắm, chơi ổn lắm. Honda anh em đi 10 năm nó vẫn ngon nha anh em. Đi sau 10 năm nó vẫn ngon. Có những chiếc Honda máy móc sau mười mấy năm vẫn còn máy zin. Ít đi á. Rồi, ok. Rồi vậy anh em xem clip xong, chúc anh em một ngày làm việc nhiều sức khỏe nha anh em. Có sức khỏe thì mới làm việc ổn định được. Rồi, chúc anh em thành công thuận lợi cho công việc. Khi xem clip mình đó, anh em có thuận lợi cho công việc thì anh em mới làm ra đồng tiền, thì làm ra đồng tiền anh em mới ghé mình mua xe. Thì nói chung là người dân với nhau thì lúc nào mình cũng mong cho anh em một cái gì đó gọi là thành công trong cuộc sống. Thì ai cũng giàu thì đất nước phát triển thôi anh em, chứ không phải là mình mong như mấy ai kia rồi phải làm khó làm dễ đâu anh em, không có đâu. Mình cũng mong mọi thứ nó đều thành công đối với những người xem kênh mình, để ngày càng chúng ta càng phát triển hơn. Rồi, ok nha.